nhà là chiến luôn mà về vậy. Đó này là khô là bao nhiêu? Ôi chấm máu anh em ạ. Đi đi. Hai đẹp phải thắng. Đều mới được vật. Triple kill. Thank you.
cá này. Trời thua rồi. Trời này ngay từ đầu bị đoạt ra thua rồi. Thế nó làm cách. Đang đi quân bay nhỏ. Được coi bim bim. Ok. Nói là em đi tắm hả? Tin chưa? Sau đó lên bên một con bim bim kìa. Bên Đức kìa. Solo con gì mới được chứ? Hay rồi. Đơn giản kia. Bị diệt ngay. Có xe nha anh em. Mình sẽ phải diệt cái này luôn rồi. Kèo đầu thua là kèo 3 mình thắng nha anh ạ. À kèo đầu thắng là kèo 3 mình ngon nha. Thế mày kêu chưa giặt bộ để lùa tao. Mày lùa tao. Ôi, thua thật à? Ê, ê, ê. Mày đi hồi máu rồi, ơ. Cứu đát ơi, mày giết nhanh lên, ra cứu kìa. Ơ. Cái mắt con đồn mà văng. Giết. Đúng rồi, thắng rồi. Ui, đéo rồi. Bà là gì vậy? À. Tôi đang phải phân tích. Nó ra solo thắng một con quýt. Vừa ra. Còn con Lata thắng hay thua quan trọng là thằng đấy con em chưa trúng hay không người. À, con em chưa có trúng hay không người chứ. Thằng đấy là anh trước đấy. Không, ý là đang nói chung chung đấy. Người ta đang nói chung chung là trời. Cũng còn thì không em chưa trúng thì còn chơi cái gì nữa cho nhà đánh tay. Anh em chưa mà hột thì còn ăn thì ăn được. Cái gì vậy? Sao tôi dưng thành 2 đánh 2 vậy? Chúng hết thì nói là nhạc chắc, chúng nói là gì, không có bảo chất tướng. Chúng hết đâu rồi, xịt phát là nó ao nhây ạ ngay. Ừ, chất tướng thì còn cần hụt một phát là... Đấy, vào kéo 3 thì không bao giờ thua được, nên em nhìn được chứ là mình biết. Mình không thích hủy được cái server này lắm, nhưng mà thôi, trẻ lỡ rồi. Nó ui một kiểu là chiều hai kiểu ba này kiểu ba nó mới có được bùa nó sẽ mạnh nhỉ chịu mất được chiến hôm nay nó ok nó xem quần cốt ở văn phòng này nó cốt toàn ấy nhỉ cái này cắt cho ai cắt cho cái cắt cho A cắt cho C cắt cho B là sao đúng vậy sao nó gì hả. Tại sao nó lại như thế? Tại sao nó lại như thế? Tại sao nó lại như thế? Cảnh như nhảy như ai biết lại trời. Phá từ đầu là thua luôn hả? Nhưng mà nếu mà thua thì đang có thể chỉ là rò đúng không? Phá là được rồi.
nó chỉ có lỗi. Ok. Báo lỗi cái gì lỗi nó báo này, mình sửa lại. Xong nha, rồi. Tổng đi mà. Mình tới tôi còn hai lần ca nữa. Rồi, đánh hay lắm các em ơi. Giết. Hay quá. Có nhưng nói bé thì má. Bình tâm, tôi đang rồi, tôi đang rất là trầm cảm. Nhớ đây là môi trường cho các anh em người. Mình sẽ về và mình sẽ ghi tên TA lên đây. Nhiều trời. Em hiểu rồi. Quả này cua rồi, lẽ nào lại cua? Chào đầu cua rồi. Cày thế. Ok. Cày xe vừa lạnh quá hay nhỉ mà. Cày thì cái xe vừa lạnh lắm rồi. Trời. Phải. Tưởng sự kiện hết rồi, hôm qua rồi. Trò này buộc phải thắng. Trò này thua là game over. Hay quá. Hay quá Wendy ơi. Hồi máu quả được đấy. Nhưng mà thấy thua thật á. Okay. Đó là Wendy này, con da này. Macaroni. Macaroni bốn sao. Hay quá. Ui. Xuống 10 Win nha em. Tức lại rồi. Hỏa ăn hỏa này. Okay. Cũng chế ăn tanh này. Phép anh đưa anh điện này cảm ơn. Ok nha anh em, để tôi đi nói chém thôi. Ok trời, như kiểu tận thế mọi người. Kìa thế. Thế gì? Một mạng một gói bim bim kìa. Tận thế. Wow. Chơi thử một trận đâu mày. Một mạng một gói bim bim chỉ một gói. Hình như hôm nay là sẽ bão to. Để anh ngắm kìa. Bão mẹ gì nó mưa từ lúc nãy rồi. Xong rồi. Trời này không mưa. Kể cả có điện thì rào phát xong mình tắt. Rồi, ok nên anh em. Quá đủ rồi. Ui, pin sắp xuống nguồn luôn rồi. Cái này đã. Ok nè anh em, mình chưa tắt à? Được rồi anh em. Mình chỉ quay có một phút thôi mà. Rồi mình sẽ mở bình tĩnh như thế là hết giờ. Trời ơi. Ôi cái nhóm gì thế. Đắp này đắp phe bảo. Gì gì bạn? Tôi bán mẹ lại luôn rồi. Nên giày chứ, giày cũng giờ mà chạy chứ. Không tiếp cận thì không đánh được. Không áp sát thì làm sao mà đánh được. Có giày là tăng tốc chạy với kháng hiệu ứng. Bắn chúng hết tất cả các cái giày. Yo. Nó hồi nhanh mà ai là bắn liên tục. Nên giày né, cái là né thì chẳng nhất ý không vào áp sát.
Tục biến có là quất. Ok nha nè. Quay.